Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án trụ sở làm việc Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La và một số đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, như quy hoạch xây dựng chợ Nong Đúc, phường Trường Sinh, điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô số 5 theo đề xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư nhà Tây Bắc, quy hoạch khu vực phiên khá Bản Buồn, phường Chiêng Cơi, quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, khu tái định cư số 03 sau quảng trường Tây Bắc, bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở công an thành phố theo đề nghị của Công an tỉnh Sơn La. Đồng thời đề xuất kiến nghị Sở Xây dựng tham mưu cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành một số cơ chế chính sách và giúp thành phố triển khai một số nhiệm vụ như lập điều chỉnh các đồ án phân khu trên địa bàn thành phố, các đồ án quy hoạch chi tiết tại các khu vực, hướng dẫn rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị loại 1, ban hành các quy định phân quyền trong công tác quản lý đô thị. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nhất trí đối với điều chỉnh và đồ án phân khu trên địa bàn thành phố, đảm bảo phù hợp với công năng sử dụng, tiết kiệm, trao đổi tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Đối với đề án, đề nghị thành phố nghiên cứu kỹ, tạo đột biến trong phát triển kinh tế xã hội, quan tâm nghiên cứu phương án xử lý rác thải, cân đối tỷ lệ đô thị hóa, hoàn thiện mục thu hút đầu tư theo định hướng đô thị loại 1 theo lộ trình đã đề ra.